hôm nay tới tìm furniture. Furniture, đi tìm cái bức bức màn ở ngoài sau lưng. Chào các bạn, hôm nay mình tới tiệm furniture. Cái bức màn này được không các bạn? Che lại làm video cho nó rõ ràng nghe, ở ngoài sau nó tối quá. Mình tìm cái bức màn nào mà nó màu trắng, hỏi người ta có bức khác thì đem ra. Cái bức này thì khoảng nhiêu tiền ha? Bằng gỗ các bạn, nhìn vẫn dễ thương hả? Cái chỗ này thì người ta bán đầy đủ giường ghế. Cái này nó bằng giấy các bạn ơi. Thấy ai làm rách rồi đây nè. Wow, trong này bán giường nè. Có cái à? Cái đó người ta làm bằng giấy, mình về mình dán giấy vô. Giường đẹp chưa các bạn? Wow, hôm nay đi lòng vòng quay cho các bạn xem ha. Ngồi giường này thử ha. Ngồi thử giường này em không các bạn? Giường này khoảng nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền vậy anh? À, xung quanh bán giường ghế rồi rất là đẹp ha. Ghế sofa này. Đi dạo vô mấy chỗ này xem có thay đổi ghế rồi giường của nhà cửa không. Ngồi dựa em luôn các bạn. Đó, cái bàn dễ thương chưa? Cái bộ ghế này nè, bộ ghế này thì khoảng 899 đô ha, khoảng 23 triệu, chưa tới 23 triệu tiền Việt Nam được bộ ghế giống vậy. Cái bàn thì người ta sẽ bán riêng, nguyên cái bộ giường này nó có cái tủ cho mình đựng áo quần rồi ngồi trang điểm này các bạn, nhìn đẹp quá ha. Đó, thấy thương chưa? Cái đó mà bằng gỗ trắng đó, sofa quá chừng ha, quay tí. Bộ này màu xám nè, bộ này đang on sale các bạn, 2000, bây giờ chỉ còn lại 1199 thôi, bớt tới mấy trăm đô luôn đó, bớt tới 800 đô lận. Wow, quá chừng đồ đẹp. Cái chỗ này mình tới một lần rồi hả anh? Ha, cái bàn, bộ ghế nè. Wow, cái bộ ghế này thì bộ ghế này khoảng nhiêu tiền ha, mình quay cho các bạn xem nè. Này, 2000, bây giờ còn 1003. Đó, ghế này da thiệt hay da giả vậy? Da của nó ngộ luôn các bạn ơi, nó nhám nhám, giống như là nhung vậy, da nhung. Đẹp ha. Rồi, mình sẽ đi quay thêm vài kiểu cho các bạn xem nữa. Đây, cái bộ này cũng đẹp nè. Bộ này bộ da đen nè. Cái bàn này bằng đá. Đá giả hay đá thiệt vậy? Đá các bạn ơi. Đá mỏng, một lớp mỏng ở trên thôi à. Rồi. Bộ ghế. Đó, ai có thích mua bàn ghế thì tới tiệm này mua ha. Thấy đang giảm giá đó các bạn. Wow, nguyên cái bộ sofa này bằng vải này. Nhìn nó rộng ha. Có cái bàn rộng quá trời. Bàn bằng da. Còn nhiều, có nhiều bộ bàn cũng đẹp lắm. Này, cái bộ sofa này còn 700 đô thôi. Lúc trước là 1000 đô. Bây giờ còn 700. Cái ghế chứ.
Wow, quá trình ha. Cái bàn này à, cái bàn quá đẹp luôn ha, hợp với cái bộ ghế màu xám này. Đẹp không các bạn? Bạn thích bộ nào? Bộ ghế màu trắng, màu xám này thì 2.000, bây giờ còn ngàn 3 này. Mùa lễ chỗ nào cũng giảm giá on sale hết. Sắp Noel tới rồi các bạn, tiệm nào người ta cũng giảm giá cho mình để mình mua. Để sang năm người ta sẽ đổi kiểu mẫu mã mới khác. Thì cái mẫu mã này của năm ngoái người ta bán rẻ hơn ha. Đó, cái bộ bàn này cũng đẹp quá. Bộ bàn này mua cho gia đình ngồi ok nè. Này ok ha, nhìn đẹp quá. Bộ này bao nhiêu tiền vậy? Thế mình đổi bàn khác đi. Bao nhiêu tiền không thấy rẻ gì hết trơn. Hả? Bộ này nhiêu tiền không thấy rẻ anh? Bộ đẹp quá nè, không thấy rẻ giá tiền gì hết. Bộ kia kìa. Còn bộ này thì 1.100 đô, bây giờ bớt còn 750 nè. Đi mua cái đó thôi mà không có. Thế em quay ghế của anh về cho bạn em coi. Cứ quay đi. Dạ. Đó, cái bộ bàn này quá đẹp luôn ha. Wow, rất là đẹp. Bộ này thì khoảng 1.009. Bộ này khoảng 1.099 nè. Đó, 2.000 giảm. Hôm nay giảm giá nhiều quá ha. Cái bộ này giảm còn 1.000, mua bộ này cũng đẹp á các bạn. Quá chừng là giảm giá luôn nè. Wow, nhìn hai cô thiên thần nè, đẹp chưa? Wow. Quá chừng mẫu đẹp ha. Mẫu này nữa nè. Cái này 1.400 nè, giảm giá còn 800 nè. Đó, bớt tới gần 600 đô ha. Quá chừng. Đẹp quá. Cái chân bàn cũng cứng cáp, bự quá. Bên này một cái bàn kiến nè. Đẹp không các bạn? Quá đẹp. Cái này nó có một cái bàn nhỏ ở dưới nữa nè. 699, 700 đô cái bàn này. 700 đô là khoảng nhiêu tiền ha? 700 đô. 700 đô thì chừng 17 triệu đó các bạn. Đẹp ha. Cái bàn này khoảng 17 triệu nè. Bàn kiến thì nó sạch sẽ nhưng mà không biết có bể không em. Rồi qua bên này. Nhà này nhìn cũng đẹp quá chừng. 800, bây giờ giảm còn 450 thôi. Rẻ quá chừng ha. Cuối năm dịp lễ làm sao mà người ta bán bàn ghế rẻ. Cái nào cũng rẻ, nhìn đẹp quá chừng các bạn. Ở bên này, cái bàn này 800 nè. 800 cái bàn này rộng quá chừng các bạn. Bàn này có gia đình ngồi đông nè.
rộng ha. Wow wow. Cái ghế thì ghế da. Cái bàn này là một loại bàn tròn xếp được nè các bạn. Đẹp ha. Xem có giảm giá không. Đó, 1 triệu tư giảm còn 800. 1.000 tư chứ. 1.000 tư đô giảm còn 800 đô nè. Wow wow. Quá chừng đẹp ha. Mấy cái tủ chỗ kia cũng đẹp nè. Đó, các bạn nào thích trang trí nội thất nè. Mấy cái tủ này, nhìn cái tủ này đẹp quá chừng ha, rất là đẹp. Wow wow, kiểu bàn này đẹp nè ha. Bộ bàn này thì khoảng nhiêu tiền? Đó các bạn thấy không, 1.600. Bàn chắc chắn quá chừng ha. Nhìn cái chân bàn này hay đẹp quá. Cảnh này đây đẹp nè các bạn. Nước chảy róc rách róc rách. Đến đây gần đó, nghe mùi xi măng người ta mới làm. Ông chủ đây ha, ông chủ của tiệm tiệm này ở đâu vậy anh? À, tiệm Comfy Furniture. Ở đường là Everest hả? Everest, yeah. Ok, ông chủ dễ thương này các bạn. Để mình quay sơ cho các bạn xem tất cả ở đây ha. Wow, cái bộ ghế này có giảm giá, mấy bữa là 3.000 ha các bạn. Bây giờ chỉ còn 2.000 đô thôi. Dịp lễ tới rồi, chỗ này người ta giảm giá. Đồ đạc người ta giảm giá rất là nhiều ha. Đó, cái bộ sofa này để sao mà nó ngược ngược vậy. Đó, quay cho các bạn xem nè. Cái này là nhà ai rộng rãi đó các bạn. Mình mua cái sofa, cái loại ghế này nè, rộng như thế này. Rồi, mình quay sơ ở đây cho các bạn xem thôi. Ở đây cũng có những cái loại ghế sofa mà điện tử nè các bạn. Đó, có chỗ cắm này, có chỗ ngồi sạc phone này nè. Cái ghế này là tự động, mình có thể mở ra mở vô được nè. Bên hông này nó có cái nút á. Mình mở ra mình làm cái ghế nó xả ra ha. Đó, muốn nằm thì mình bấm nút này. Hôm nay đi mua cái miếng phong cảnh ở ngoài sau không có thì lấy cái miếng trắng trắng này mua về ha. Rồi giác về thôi. Ông chủ lấy miếng này 60 đô la ha. Rồi trả tiền cho ông chủ. Rồi bỏ lên xe cái miếng này. Có chỗ để không? Gió thổi, gió thổi. Gió thổi quá các bạn. Cầm đi. Đi
đi mua cái miếng tre ở ngoài sau để ăn ASMR cho nó rõ rõ ràng ràng, chứ ở ngoài sau nó tối thui à. Đó, bỏ lên xe đi à. Thôi, mình lên xe rồi, lạnh ngắt à. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.